Vâng, kính thưa thầy Cường, kính thưa các thầy, các cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cái vấn đề gọi là dịch tễ học, về tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ tim mạch, nó đỡ căng thẳng trong cái việc giao ban chuyên môn. Được sự phân công của lãnh đạo viện, thì hôm nay tôi sẽ trình bày về cái xu hướng tăng huyết áp của tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ tim mạch. Phần trình bày của tôi gồm có các cái nội dung chính như là dịch tễ tăng huyết áp, cái yếu tố nguy cơ tim mạch tử vong do các bệnh tim mạch trên thế giới, ở Việt Nam, thực trạng tăng huyết áp, đái tháo đường, luận lipid máu nam và kết luận. Thì kính thưa các thầy, cô, các anh chị, các bạn đồng nghiệp là chúng ta thấy rằng là cho đến nay thì cái xu hướng về cái số đo huyết áp của các nước mà phát triển thì nó có xu hướng lại giảm hơn so với là các cái nước mà có thu nhập trung bình và thấp thì nó lại có xu hướng tăng hơn. Và ở Việt Nam chúng ta thì là ở cái nhóm nước có thu nhập trung bình thấp thì đang có xu hướng cái huyết áp trung bình tâm thu, tâm trương, kể cả hai giới nam và nữ đều tăng lên. Chúng ta thấy rằng cái xu hướng đó nó sẽ xuất hiện, nó còn xuất hiện ở cả các cái khu vực nông thôn và thành thị, và thậm chí cả ở những người có BMI bình thường với những người có BMI ở mức độ thừa cân ở béo phì. Từ năm 1975 cho đến năm 2015, các cái số liệu tổng hợp cho thấy rằng cái xu hướng chí là ở các quốc gia mà có thu nhập cao thì cái số đo huyết áp tâm thu tâm trương trung bình ở cả hai giới lại có xu hướng là gần như là bằng và thậm chí thấp hơn ở quần thể dân số các nước mà có thu nhập trung bình thấp ở các khu vực nông thôn và miền núi, và thậm chí là kể cả BMI cũng vậy. Và người ta thấy rằng là tăng huyết áp thì là bệnh tim mạch đến sớm hơn khoảng 5 năm. Tất cả các cái vấn đề như là tăng, như là đo thắt ngực ổn định, không ổn định, nhồi máu cơ tim rồi suy tim, vân vân. Việc kiểm soát về tỷ lệ kiểm soát huyết áp trong cộng đồng trên toàn thế giới, người ta thấy rằng là ở nữ thì cũng độ hơn 40% là không biết mình bị tăng huyết áp. Ở nam giới khoảng 50% là không biết mình bị tăng huyết áp, và khi biết tăng huyết áp thì cũng có đến nữ giới thì có 12% và nam giới cũng có 11% là không điều trị. Khoảng hơn 20% thì điều trị đạt huyết áp được điều trị nhưng không đạt được huyết áp mục tiêu, và cái việc điều trị đạt được huyết áp mục tiêu nó chỉ có loanh quanh hơn 20% chưa đến 30% đạt được huyết áp mục tiêu. Thế thì có rất nhiều các quốc gia với các cái chiến lược về truyền thông, về sàng lọc, về quản lý, về điều trị cho bệnh nhân tăng huyết áp. Thì có những quốc gia vì ví dụ như ở Phần Lan và những năm 1972, người ta thấy rằng cái tỷ lệ là cái số lượng tử vong do tăng huyết áp trên 100.000 dân, tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân nó khoảng gần 700 người, nó quá cao so với thế giới. Và người ta bắt đầu bằng cái việc là truyền thông chứ người ta không bắt đầu bằng việc sàng lọc, không phải săn bắt bệnh nhân huyết áp, tiểu đường mà điều trị, mà họ can thiệp mạnh bằng cái việc là truyền thông về giảm muối, truyền thông về hút thuốc lá, truyền thông về chế độ ăn, lối sống, chế độ sinh hoạt, truyền thông về vận động. Và trong vòng 40 năm từ năm 1972 đến năm 2012, thống kê người ta thấy rằng cái cholesterol toàn phần giảm từ 7,5 đến dưới 5,5 mmol/L ở trên cái cộng đồng này. Thế rồi huyết áp tâm thu trung bình ở nam giới thì thấy giảm từ gần 150 xuống dưới đến chưa đến 140 mét thủy ngân. Tỷ lệ hút thuốc lá đặc biệt ở nam giới từ 60% xuống còn 16% từ năm 1960 năm 2016, và cái thể hiện ở cái con số là cái tỷ lệ từ gần 700 người 100.000 dân mà xuống khoảng 100 khuya chưa đến 100 người 100.000 dân. Và cho đến nay thì Phần Lan là một trong những quốc gia mà được xếp trong những cái nhóm nước có nguy cơ tim mạch thấp. Nhưng cũng có một số những quốc gia thì người ta với cái tỷ lệ tử vong do tim mạch nó không quá cao, và người ta tập trung vào việc sàng lọc cho các đối tượng tăng huyết áp từ 40 đến 74 tuổi. Cái này rất là tốn kém. Họ có những cái xe đi sàng lọc và những cái điểm sàng lọc để phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường. Họ có kiểm tra huyết áp, họ kiểm tra lipid máu, và sau đó thì họ sẽ hướng dẫn những người bệnh đến những cái cơ sở y tế để được tiếp tục theo dõi, được đánh giá sâu hơn và điều trị quản lý lâu dài. Cũng có những quốc gia thì gần đây cũng không còn, bây giờ cũng không phải gần nữa, nhưng mà có quốc gia họ sử dụng cái loại viên thuốc gọi là polypill, viên thuốc nhiều thành phần này, trong đó có thể có cả simvastatin, atenolol, rồi chlorothiazid, ramipril, rồi thậm chí là có những cái nhánh thì sử dụng aspirin hay không sử dụng aspirin, và có rất nhiều nghiên cứu được công bố cách đây cũng đến 5 năm rồi. Và người ta mặc nhiên là cho những người trong quần thể khoảng 50 tuổi trở lên cứ mỗi người một ngày một viên, thế và họ đánh giá theo dõi trong cái quần thể đó.
Thế thì tuy rằng là có rất nhiều những cái hoạt động như thế, nhưng đến theo thống kê thì đến tỷ lệ tử vong do cái con số tuyệt đối tử vong trên toàn thế giới về các bệnh tim mạch cũng đang cũng cũng vẫn cứ tăng dần, và đến năm 2021 thì người ta thống kê thấy là trên toàn thế giới có khoảng 18,6 triệu người tử vong bệnh tim mạch, chiếm 33% trong tử vong do tất cả nguyên nhân, và 75% trong số 18,6 triệu người này là tử vong ở các nước có thu nhập trung bình thấp. Đó. Đến năm 2023 thì thống kê của Liên đoàn Tim mạch Thế giới thấy rằng là cái số người tử vong do tim mạch, bệnh tim mạch trên toàn thế giới đã là 20,5 triệu người, cũng vẫn chiếm khoảng 33% trong số đó. Mặc dù cái xu hướng về tỷ lệ tử vong trên 100.000 dân thì có thể đang giảm ở tất cả các khu vực trên thế giới và cũng như ở ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Thế còn ở Việt Nam thì kính thưa các thầy cô anh chị là những cái biểu đồ này trở nên rất là nổi tiếng rồi, nhưng các anh chị chúng ta thấy là từ năm 1960 khi mà chúng ta còn hai miền Nam Bắc thì có 1% dân số trưởng thành ở miền Bắc là mắc tăng huyết áp. Đến năm 1976 thì con số này là 11,9%, nó cứ gia tăng dần cho đến năm 2008 là 2,1%, và trong 25,1% được điều tra ở cái cuộc điều tra công bố của thầy Quang với thầy Sơn. Thầy Sơn là rất là vất vả trong cái đợt điều tra này. Cái thời điểm đó cho thấy rằng là ước tính với cái dân số Việt Nam thì chúng ta có khoảng 11 triệu người mắc tăng huyết áp, nhưng thực sự để quản điều trị và quản lý được đạt được huyết áp mục tiêu chỉ có 1,3 triệu người thôi. Thì lúc đó thì nó là những cơ sở rất là mạnh mẽ cho viện mạch trình bộ y tế rồi chính và thậm chí hội đó cả hội phê duyệt để đưa cái việc sàng lọc quản lý trị bệnh nhân tăng huyết áp vào cái gọi là chương trình mục tiêu quốc gia. Thế chúng ta đã có rất nhiều các hoạt động về truyền thông ở trên báo, trên TV, trên báo đài hoặc các sự kiện thì chúng tổ chức các rất nhiều đợt sàng lọc ở các cái cơ sở y tế, đặc biệt là trạm y tế xã. Với nói chung là trong giai đoạn này cũng rất nhiều tốn kém và thậm chí là còn phải cho thuốc miễn phí cho người bệnh, bởi vì thời đó bảo hiểm y tế chưa chi trả cái việc thuốc bảo hiểm y tế, thuốc tăng huyết áp cho người bệnh tại cơ sở y tế tuyến xã. Với gần đấy năm để triển khai chương trình quốc gia thì đến năm 2000 hàng năm cứ 5 năm một lần thì Bộ Y tế có cái điều tra step 2010, 2015, 2020, nhưng 2020 không làm được vì Covid, 21 thì người ta vẫn làm. Thì ta thấy rằng là đến năm 2021 thì tỷ lệ hút thuốc lá ở người Việt Nam từ 15 tuổi lên là 41%, mà nam nữ thì hầu như không có. Uống rượu bia đến mức nguy hại khoảng gần 30%, ăn thiếu rau trái cây là khoảng là rất là cao, 61% nam và 56% là nữ. Còn thiếu hoạt động thể lực thì nam nữ giới thiếu hoạt động thể lực nhiều hơn, 10 tức là 10 có 16% là hoạt động, còn nữ thì là nữ nhiều hơn là 28,3%, và đặc biệt là mức tiêu thụ muối trên người trên ngày thì là chúng ta cao so với những khuyến cáo của những thế giới là dưới 5 gram một ngày. Năm 2010 2021 thấy rằng là cái tỷ lệ tăng huyết áp nó đã vẫn cứ vẫn gia tăng đều từ 19,81% ở nam giới đến 25,09% đến 37% cho nhóm tuổi từ 25 đến 64. Của nữ giới cũng cũng vẫn tiếp tục gia tăng, và đái tháo đường cũng vậy, đặc biệt là đái tháo đường cái tỷ lệ tăng lên gấp nhiều lần trong suốt giai đoạn 5 năm đó. Tỷ lệ thừa cân béo phì BMI từ 25 trở lên ở người 25 đến 60 tuổi, chúng ta thấy rằng là từ năm 2010 trên quần thể người Việt Nam đó thì là chỉ có khoảng độ 10 đến 11%, và xong đến năm 2015 đã là khoảng 18%, và hiện nay là hai điều tra năm 21 là 20%. Như vậy tỷ lệ thừa cân béo phì nó vẫn đang gia tăng dần đều. Đối với phần trăm tăng cholesterol máu thì từ 5,5% cho đến 5% 11%, và hiện nay đến là 18%, khoảng 18% ở nữ giới, và nam giới thì là khoảng 13,32%. Và hiện nay thì theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm công bố năm 2019 thì chúng ta bình hàng năm thì có 290 người trên 100 người tử vong do tim mạch, chiếm 59,5% tử vong do tất cả các nguyên nhân. Tỷ lệ này cao hơn so với trung bình của thế giới, chúng ta có thể nói là khoảng 40%. Và như vậy với con số này và 297 này thì chúng ta được xếp vào là nước có nguy cơ tim mạch cao. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng các cái thang điểm như score 2, score 2OP để mà chúng ta ước tính nguy cơ tim mạch thì chúng ta tra vào nhóm có nguy cơ tim mạch cao.
nhân tử vong về tim mạch thì bệnh các bệnh về tử vong do bệnh mạch máu não là chiếm phần chủ yếu. Còn tiếp theo đó thì là các bệnh tim thiếu máu cục bộ, rồi còn lại một số ít thì các bệnh về một số các bệnh tim mạch khác. Với cái chương trình mục tiêu quốc gia thì người bệnh được hưởng những quyền lợi về bảo y tế đến tận trạm y tế xã, tức là họ được lĩnh thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường ở trạm y tế xã mà trước kia là cái điều đó là không có. Thì dần dần người bệnh cũng được có nhiều ý thức hơn trong việc sàng lọc, tự sàng lọc cho mình và đến các sở y tế để sàng lọc tăng huyết áp. Thì đến điều tra năm 2021 thì có 40,2% người tăng huyết áp đã được sàng lọc phát hiện, được sàng lọc phát hiện và đang được điều trị tại cơ sở y tế là 24,7%. Trong 24,7% này, anh chị có thấy, chúng ta cũng thấy rằng là việc điều trị ở trạm y tế xã thì dường như là cũng không có thay đổi trong năm qua với cái tỷ lệ là khoảng 9%, nhưng ở y tế huyện đã tăng lên. Ở các y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương, các cơ sở y tế tư nhân, rồi các cơ sở y tế khác cũng tăng lên. Và đối với đái tháo đường cũng vậy, cái việc điều trị ở các cơ sở y tế xã thì nó trạm y tế xã được tăng lên, nhưng cái tuyến tỉnh, tuyến trung ương thì là giảm đi, và nó thể hiện rất rõ cái nhu cầu rất thực tế của mọi người dân trong cộng đồng, đồng thời cũng như là cái tỷ lệ và những bệnh nhân có tăng huyết áp độ 1, rồi những bệnh nhân đái tháo đường chỉ cần sử dụng những cái thuốc điều trị về đường uống tạo thuận cho người bệnh, và cái xu hướng dịch chuyển không phải là cứ phải tăng huyết áp, đái tháo đường mà phải lên quản lý bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương nữa, nó đang ngày càng một có xu hướng để chuyển về đối với lại tuyến y tế cơ sở. Qua cái phần các cái thông tin trên thì em cũng có số cái kết luận, đó là cái trung bình huyết áp tâm thu, tâm trương thì có xu hướng giảm các quốc gia đang phát triển, có quốc gia phát triển và có xu hướng tăng ở các cái quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Ca tử vong do các bệnh tim trên thế giới thì vẫn đang có xuống tăng và chiếm khoảng 33% trong tổng số tử vong do mọi nguyên nhân, với 70% là do tử vong tim mạch là ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Việt Nam thì có cùng xu hướng gia tăng huyết áp, tử vong tim mạch và các nước với các nước có thu nhập trung bình thấp và thuộc vào nhóm nước có nguy cơ tim mạch cao. Việc quản lý huyết áp, đái tháo đường thì có cải thiện rất là nhiều. Cái xu hướng dịch chuyển quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường về tuyến cơ sở ngày một rõ. Thế và hiện nay chúng ta chưa có cái chiến lược về quản lý rối loạn lipid máu để chúng ta có thể quản lý một cách toàn diện cho người bệnh, cho một người có toàn diện về về các yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì ở các cơ sở y tế chúng ta cần phải quản lý cả huyết áp, cả tiểu đường và cả lipid máu, nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn chưa có những cái guideline rất được công bố từ 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 Bộ Y tế để làm một cái hướng dẫn chi tiết rõ ràng như là tăng huyết áp, đái tháo đường để thực hiện cái việc quản lý cho bệnh nhân đó ở ở các tuyến y tế cơ sở, kể cả chúng ta. Và bài của em đây xin hết. Trân trọng cảm ơn sự chú ý nghe của các thầy cô anh chị và các bạn đồng nghiệp. Cảm ơn bác sĩ Lâu. Cái đây là nội dung của cái dự án tăng huyết áp và các bệnh không lây nhiễm của mình đúng không? Dạ thưa thầy, thì cái này là tổng hợp của các cái đó chứ nó cũng không phải là cái kết quả, bởi vì các cái điều tra này là của Bộ Y tế, người ta điều tra ở cái tầm quốc gia chứ không phải là của dự án mình đi điều tra cái này. Người ta đánh giá chung cho một cái chiến lược. Thực ra em tách cái số liệu này ra là trong cái điều tra về các bệnh không lây nhiễm của họ, họ còn có cả ung thư, còn có cả bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tâm thần ạ. Thưa thầy, thì cái dự án thì nó có từ năm 2009 nhưng mà nó thay đổi rất nhiều cái cách thức triển khai rồi ạ. Từ năm đầu ấy thì nó là cái lúc còn hỗn mang lắm, thì người ta cung cấp cái tiền để mà cho đi sàng lọc, tức là tổ chức cái chiến lược dịch sàng lọc, người ta cung cấp tiền để mua thuốc huyết áp cấp cho bệnh nghiệp miễn phí, tức là để điều trị hàng tháng đến tế lấy thuốc đấy. Thế thì bởi vì là chưa bảo hiểm, nhưng xong dần rồi bảo hiểm vào cuộc thì người ta sẽ cắt dần, là người ta không trả cho những cái tiền sàng lọc nữa, không trả cho tiền mua thuốc nữa, mà thuốc lấy từ bảo hiểm y tế. Thế thì các cái và nó đưa vào cái khám thường quy cho đến bây giờ, đến năm ngay khi trước Covid thì người ta chuyển không còn gọi là dự án nữa, mà cái đấy người ta gọi là các cái là Bộ Y tế mình phải đưa vào cái gọi là nhiệm vụ chi thường xuyên, tức là đến một nhiệm vụ của ngành, và anh thấy rằng nhiệm vụ ưu tiên thì ông Bộ trưởng Bộ Y tế cũng sẽ phải ra quyết định là ưu tiên sử dụng nó nhiều hay ít, hay quy mô như thế nào, thì nó cũng không còn gọi một cái chương trình nó không còn gọi được gọi là chương trình mục tiêu quốc gia nữa. Vâng, cảm ơn. Xong là một người rất là gắn bó với cái dự án tăng huyết áp.
một trong những người mà gắn bó cái dự án này cũng rất là lâu dài, đấy là thầy Quang và thầy Sơn, và xin mời thầy Quang lên ý kiến. Vâng, cảm ơn cái bài trình bày của Thúy Long là cũng đã cho chúng ta một vài cái thông tin về những kiến thức khác và thực ra là và các yếu tố nguy cơ khác. Thì đây xin có hai cái điểm thôi ạ. Điểm thứ nhất là cái tốc độ về tăng cái huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch của chúng ta là cao hơn so với thế giới, và đấy là một chi tiết mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều để làm, cũng như là để điều tra và giám sát để xem là cái tốc độ nó có giảm bớt đi hay không. Ví dụ như số liệu cách đây là 5 năm thì cho thấy là tốc độ của chúng ta tăng gấp 10 lần thế giới. Thế còn bây giờ cái số liệu mới thì thực ra là các nhóm đang phân tích để xem lại xem cái tốc độ nó có chậm lại không, nhờ những cái phần mà thay đổi về trong ý thức của chúng ta hay hay là nhờ chương trình phòng chống tăng huyết áp hay cái gì. Nhưng cái đấy là một cái khía cạnh mà cần phải lưu ý ạ. Điểm thứ hai nữa là cái liên quan đến các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống ấy, thì gần đây cái xu hướng của thế giới bắt đầu bổ sung thêm một vài yếu tố mới. Ví dụ trước đây về mặt yếu tố về mặt chuyển hóa thì người ta chỉ nói đến tăng huyết áp, về về rối loạn lipid máu, về thừa cân béo phì và rồi và đái đường. Nhưng bây giờ mới người ta mới thêm vào là các yếu tố liên quan đến rối loạn chức năng thận. Đối với cả yếu tố nguy cơ truyền thống thì trước đây là hút thuốc lá vân, thì bây giờ người ta bổ sung yếu tố môi trường, ví dụ là độ hoặc là cái ô nhiễm không khí ở trong nhà. Thì đấy là những cái thay đổi một chút trong cái mô hình, mặc dù là cái việc đóng góp của nó vào trong các thành tố với các biến cố cuối thì nó không thay đổi nhiều lắm. Thì đấy là có sự dịch chuyển của cái các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống. Và cái điểm cuối cùng thì là cái phần báo cáo của anh Long cũng đã nói, tức là chúng ta có xu hướng dịch chuyển cái việc quản lý. Trước đây là tập trung nhiều ở tuyến tỉnh và tuyến huyện, thì xu hướng mới giờ sẽ là tập trung ở tuyến cơ sở, tức là tuyến xã, dùng tuyến huyện để mà nơi mà chịu trách nhiệm chuyên môn và kiểm soát về phân bổ thuốc. Thế còn các việc quản lý khác, tính toán này nọ sẽ là ở tuyến xã, và đấy cũng sẽ là đòi hỏi chúng ta sẽ có một cái đào tạo thêm cái nguồn lực mới để hỗ trợ, cũng như là giúp cho các bác sĩ ở tuyến xã có thể thực sự quản lý được cái câu chuyện các yếu tố nguy cơ tim mạch, trong đó có tăng huyết áp, rồi tiểu đường, rồi rối loạn lipid máu. Thì hiện nay thì Bộ Y tế thì đã có những cái dự án để phối hợp quản lý tăng huyết áp với đái đường, rồi với các cái bệnh lý chẳng hạn như là tâm thần vân vân. Thế còn nhóm của anh Long và của viện chúng ta đang làm là chúng ta đang thử nghiệm cái mô hình là phối hợp thêm quản lý giữa tăng huyết áp với đái đường và rối loạn lipid máu ạ. Bởi vì trước đây thì rối loạn lipid máu là một cái gánh nặng lớn đối với bảo hiểm, và chứng minh nó không thực sự rõ ràng cho nên là chưa được đưa vào. Còn bây giờ thì là chúng ta đang tiến hành một vài cái mô hình, và nếu như cái mô hình đấy nó chứng minh được kết quả thành công thì lúc đấy nó mới dẫn đến thay đổi chính sách để đưa được cái việc quản lý mỡ máu xuống tuyến xã được ạ. Và thì đấy là chúng em xin bổ sung vào một vài cái chi tiết liên quan đến cái bài trình bày của anh Long cho nó rõ hơn ạ. Và xin cảm ơn. Vâng, xin Quang. Vâng, xin mời các bạn đồng nghiệp. Tiến sĩ Sơn có đây không? Vâng. Tiến sĩ Long thì có ý kiến gì? Sau ý kiến thì Quang thì có ý kiến gì? Dạ. À, cũng báo cáo thầy là em cũng như thầy Quang thì cũng gắn bó với chương trình tăng huyết áp từ đầu rất là lâu dài, nhưng những cái mà em thực hiện được triển khai là cùng thảo luận với thầy Quang thì thầy và anh em cũng, đều nắm bắt được cho trong cái việc mà trong cái buổi hôm nay thì với những cái cơ bản thì được để thông tin đến các thầy cô anh chị bạn đồng nghiệp và cũng được Quang làm rõ thêm một số cái khía cạnh. Thì có những cái thông tin gì đó nữa mà mọi người nếu mà quan tâm trong quá trình mình tìm hiểu thì em cũng sẵn sàng chia sẻ các cái thông tin thêm cho mọi người. Vâng, xin mời các bác sĩ khác có ai có ý kiến nhiều. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Long và các ý kiến khác của các thầy cô, các anh, các chị. Thì chúng tôi thấy tăng huyết áp thì chúng ta biết rồi. Và bây giờ thì cái chương trình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp của chúng ta cũng đã chạy được cũng khá lâu. Tuy nhiên rằng theo như báo cáo hôm nay của bác sĩ Long thì cái tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp nó vẫn cứ tăng lên. Cái biến cố tim mạch do tăng huyết áp nó vẫn cứ nhiều hơn. Và chúng ta đã trở thành một nước có nguy cơ tim mạch cao trên trong khu vực cũng như thế giới rồi.
cái điều ấy là một điều là rất là đáng động. Báo động dù là chúng ta chạy chương trình này khá lâu rồi như vậy thì mà chúng thì cái mọi người cũng rất cố gắng, nhưng mà cái hiệu quả của nó thì chắc là phải có những cái nguồn lực quốc gia nó lớn hơn. Vâng, thế còn là theo như báo cáo thì nó vẫn cứ tăng lên. Đấy cái điều mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà cái tình hình như thế này thì bác sĩ điều trị ở trong viện tim mạch của chúng ta, cụ thể trong viện tim mạch của chúng ta sẽ thể đối diện với nhiều những cái biến cố tim mạch hơn nữa. Đấy. Và tôi luôn luôn là ủng hộ những cái chương trình dự án mang tính chất y học dự phòng như thế này. Bởi vì là mỗi chúng ta tự hình dung nổi là từ ngày hôm qua đến giờ là chúng ta chữa khoảng cho 500 bệnh nhân cụ thể. 500 bệnh nhân cụ thể. Còn nếu như mà những cái chương trình này thì nó có thể nó giải quyết cho đến hàng triệu người một lúc. Đấy, trên tầm cỡ nó vậy. Cho nên là cái y học mang tính chất là lâm sàng kết hợp với dự phòng bây giờ theo tôi nghĩ rằng là nó có những cái vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên rằng là chắc là cũng không phải là mỗi nước ta như thế, đúng không? Chắc nhiều nước khác trên thế giới chắc cũng vậy. Nó cũng vậy. Cho nên là vấn đề tăng huyết áp vẫn luôn luôn là vấn đề thời sự. ABCD từ trước rồi đến trong ABCD là lúc tuổi chọn thì B nọ B kia B này đưa ra B kia vào càng rồi là những khuyến cáo rồi những các con số chẩn đoán tăng huyết áp nó vẫn luôn thay đổi, có nghĩa là nó vẫn là vấn đề thời sự. Khi mà nó vẫn là vấn đề thời sự có nghĩa rằng là nó vẫn đang biến chuyển nóng và theo cái cách thức là chưa kiểm soát được, chứ không phải là chắc tôi nghĩ chắc không phải là riêng ở chúng ta đâu và các nước khác cũng thế. Nếu mà chúng ta kiểm soát được một tỷ lệ nó giảm xuống thì người ta đã không nói đến nó rồi, người ta vẫn cứ theo cái như cách thức thế người ta làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vẫn còn nhiều vấn đề còn 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 đang phải thảo luận lắm. Mà tôi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy các cô các anh các chị, cảm ơn báo cáo viên và chúc chúng ta một ngày làm việc vui vẻ mà có một cái 2 ngày nghỉ cuối tuần thư giãn một chút. Hy vọng sang tuần sau thì mọi thứ nó dễ chịu hơn tuần này.